nay mình đi ra nhà anh xui. Hoa. Hoa hoa. Dạ dạ đúng rồi, đẹp quá. Đây là anh xui này, xin chào anh xui. Đây là ba chồng của bé con đầu của mình các bạn. Hôm nay mình đi ra dự đám cưới con mình được tổ chức tại nhà trai. Cái luôn tiện mình xuống thăm cái giàn lan của anh xui. Đẹp quá các bạn ơi. Cảm ơn anh xui nhiều. Hết bắt hoa rồi. Dạ. Ô, hôm nay mình mới thấy cái cọ này các bạn ơi. Wow. Ừ. Để các bạn xem nha. Wow, hồi nhỏ giờ mình học, mình chỉ biết cái cọ trên sách vở và tivi thôi, chứ còn hôm nay mình đứng dưới gốc cây cọ này các bạn ơi. Đâu đệ, để đứng dưới gốc nó quay luôn cái khúc này nè. Cái cọ này phải được 70-80 năm tuổi rồi đấy. 70-80 năm á hả? Vâng. Ồ. Đấy, những cây bên già nó để lá nó rụng. Dạ. Yeah. Lão đệ đứng ngẩn ngơ bên cây cọ kìa. Lần đầu thấy hả? Ừ. Đầu tiên thấy hả? Ừ. Chù chà mệt thế. Sáng đi máy bay mệt không? Mệt chứ. Mệt gì? Máy bay mệt chứ mình mệt gì? Nhức sao đầu á? Nhức đầu hả? Trong mặt hả? Trong mặt hả? Trong máy bay hả? Đi máy bay hả? Đi rừng sướng hơn không? Đi rừng sướng hơn. Đi rừng sướng hơn. Kia đi là nó là đi máy bay là sướng, không sướng. Sướng chứ, nó chở mình là sướng rồi. Ừ. Ồ, nhiều cây cổ thụ đẹp quá ha. Ừ. Cây lâu năm rồi. Là... Ừ.